Alo, gặp anh Tuấn ạ. Tuấn ơi, dậy đi bắt dê nè. Này, nghe điện thoại đi anh Tuấn. Mẹ, mẹ em sao đây? Bố mất rồi mà. Bố mẹ đi nhanh quá, mẹ chưa quen được. Mẹ làm con lo quá. Mẹ nghe điện thoại đi xem ai gọi điện cho bố. Alo. Alo. Hay bố mẹ gọi về. Mẹ, bố mày đi đột ngột thế, chắc vẫn còn vấn vương gì nên gọi về dặn dò chăng? Mẹ ơi, này cầm điện thoại của bố.